生感到吗？感觉彼此吧，他知道吗？心痛难放下，如若能死心未留疮吗？不知彼此竟会对浅与我身如画，如若醉也能变看，这份情怎可以假？声音早传来，伤心的由来，心中的挚爱再次去妄想他早回来，怎么不回来？一生的挚爱如能早知我放开，这记忆依然变要害，苦楚也过分意外，怎么会无人爱？应该辜负过未来。Còn một chuyện tôi thấy tôi nên nói với cổ. Tôi là hung thủ giết chết chồng cổ. Là anh. Thì ra là anh. Kẻ đánh cướp ngân hàng ngày đó chính là tôi. Tôi, có tôi nữa đó. Không liên quan tới những người khác. Người nổ súng bắn chết chồng cô chính là tôi. Tôi biết, tôi rất có lỗi với cô. Tôi cũng không dám mong cô tha thứ cho tôi. Nếu cô muốn trả thù cho chồng cô thì cô cứ ra tay giết tôi đi. Cô Tú đừng. Hôm đó tưởng chồng cô là đổi ứng, hoàn toàn là sự hiểu lầm thôi. Hiểu lầm? Chồng tôi đã chết rồi. Hiểu lầm cũng được, không phải hiểu lầm cũng được. Tôi đã giết lầm người thì phải chịu trách nhiệm. Nhịp tim, suốt cuộc đời này tôi căm thù anh. Xin lỗi. Thật lòng xin lỗi. Cô Tú, có chuyện gì? Sao ngồi đây khóc vậy? Nói cho tôi biết đi. Một mình cô ở đây rất nguy hiểm. Hay là vậy, tôi đưa cô về Xuân Phong lâu nha. Sao cô không chịu về đó? Hay là vậy, tôi đưa cô đi tìm Nhiếp Tiến nha. Tôi không muốn nghe đến tên này nữa. Chắc chắn nó xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Nói cho tôi biết, coi tôi có thể giúp cô không? Cô như vậy là không được đâu. Ở đây rất tối, một mình cũng nguy hiểm lắm. Hay là vậy, tới nhà chị Lan có được không? Đứng lên, tôi đưa cô đi. Sao rồi? Uống ly trà nóng đi. Cảm ơn. Không cái gì. Cảnh sát Hà vừa mới về. Tuy là tôi rất muốn biết chị đã gặp chuyện gì, nhưng mà nếu như chị không muốn nói, chắc là có lý do của chị. Chị cứ yên tâm ở đây ngủ đi, sẽ không ai làm phiền chị đâu. Cảm ơn chị. Không có gì. Thôi, chị ngủ sớm đi, tôi ra ngoài ngủ. Ngủ ngon.
Chồng của tôi là người tốt, anh trong sạch, anh bị người ta vu oan. Anh ta đáng chết. Anh nói gì? Tôi nói anh ta chết là đáng lắm. Một năm trước ngân hàng Hoa Sen bị đánh cướp có liên quan đến anh phải không? Cẩn thận. Tiền cơm và tiền ở tôi sẽ trả lại cho anh. Tiền đó là không cần cô trả mà. Tôi cũng đã nói với anh nhiều lần, tôi không muốn nhận ân huệ của anh. Anh giữ thực phổ vô dụng này cũng vô ích thôi. Vì một người chết anh làm biết bao chuyện không có ý nghĩa, khiến những người bên cạnh anh phải lo cho anh. Anh có từng nghĩ cho những người sống bên cạnh anh không? Đi sẽ là bánh bao nhỏ ăn khách của Xuân Phong lâu chúng ta. Cô Tú, cô sao rồi? Cô sao rồi? Cô có sao không? Tôi không để con có chuyện gì đâu. Anh mà nói ra số này cổ sẽ hận anh. Nhưng tôi không muốn che giấu cổ nữa. Tôi là hung thủ giết chết chồng cổ. Làm sao đây? Nào chị Tú cũng không tha thứ cho anh đâu. Bây giờ nói ra cũng là một chuyện tốt. Tôi không muốn suốt đời giấu giếm cổ. Phải đó, gạt người ta đau khổ lắm. Nhưng bây giờ làm sao chứ? Không biết bây giờ chị Tú bỏ đi đâu rồi. Chắc là nhất thời chị không chấp nhận được nỗi đau lòng này nên trốn đâu đó để khóc thôi. Liệu cổ có đi tìm Hà Chấn Bang nói chuyện này ra không? Nếu cậu nói ra thì cảnh sát sẽ bắt chúng ta đó. Vậy cũng đành chịu thôi. Chồng cổ cho chúng ta giết, món nợ này phải trả thôi. Anh Kiên nói đúng, nợ người ta là phải vậy. Tuy là như vậy, nhưng thật lòng tôi không muốn ngồi tù đâu. Tôi ngồi tù, thằng Xí Ngậu sẽ làm sao đây? Có cách nào chứ, vụ án này do chúng ta gây ra mà. Thật ra mọi người đã giúp chị Tú làm rất nhiều điều, chẳng hạn như Xuân Phong Lâu cũng mở vì chị ấy mà. Làm bao nhiêu chuyện cũng không bằng một mạng người vô tội. Mọi người yên tâm, kẻ giết người là tôi. Nếu cảnh sát có truy cứu, một mình tôi sẽ gánh chịu. Anh Tiến đâu có thể nói vậy được. Chúng ta từng hứa có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu. Hơn nữa hôm đó chúng ta cùng đánh cướp, đó là vụ này bị phát hiện chúng ta cùng chịu thôi. Có chịu thì cùng chịu. Cảm ơn mọi người. Anh Tiến đừng nói cảm ơn. Anh Tiến, tôi biết chắc anh sẽ tới tìm tôi. Có phải cô Tú nói hết cho anh biết không? Chính vì cậu không chịu nói nên tôi mới tới tìm anh. Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Cậu khóc rất thê lương, cả Xuân Phong Lâu cũng không chịu về. Không, vì chúng tôi có sự hiểu lầm. Tôi biết không đơn giản chỉ là sự hiểu lầm. Cậu khóc nức nở nhưng không chịu nói gì hết. Chuyện này nhất định rất nghiêm trọng. Có phải anh làm chuyện không đúng với cậu không? Không những không đúng mà tôi còn rất có lỗi với cậu. Cậu tưởng rất tốt với anh, sao anh lại làm như vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao anh không lên tiếng? Trả lời tôi đi. Tại sao lại không nói hả? Bỏ anh nói gì vậy? Bỏ tay ra đi. Thám trưởng, hôm nay tôi phải cho anh ta một bài học. Cậu là cảnh sát sao có thể đánh người được? Đi đi. Thám trưởng à, đi đi. Tôi phải cho anh ta nói một bài học mà. Cậu dạy điếp tiếng sao vậy? Không có gì. Không nói cũng biết là vì cô Tú phải không? Người ta đã đến với nhau rồi, dù có xảy ra chuyện gì cũng không có liên quan tới cậu. Đừng có xen vào nữa. Tóm lại làm chuyện có lỗi với cậu là không được. Đánh người chỉ thiệt thòi cho cậu. Cậu có biết mình đang nghỉ phép dài hạn không? Cậu còn gây sự thì sẽ nghỉ dài dài, không được làm cảnh sát đó. Bất quá thì tôi không làm. Trời ơi, nói nghe hay quá. Bất quá không làm. Nè, có biết tôi tốn bao nhiêu tiền mới giữ được cái chức của cậu không? Cũng may số tiền đó là của cậu. Tiền đó của tôi? Sao tôi lại có tiền ở chỗ ông? Nào nói mau đi, chắc chắn có gì quẩn khúc. Cậu không chịu nhận hối lộ, đám đồng nghiệp nói cậu ra vẻ thanh cao đòi tẩy chay cậu. Tôi không muốn cậu bị tẩy chay nên đã nhận giùm cậu. Nè, tôi chỉ giữ giùm cậu thôi. Ông làm sao vậy? Ông có nghĩ tới cảm giác của tôi không? Nè hả? Tôi tốt bụng thôi mà. Tôi cứ tưởng tôi là cảnh sát duy nhất ở Thượng Hải không tham ô. Ai ngờ tất cả đều giả dối. Không tham ô sao mà giữ được việc làm?
Thật không ngờ tôi làm cảnh sát quan đường như vậy. Cậu đừng có cố chấp quá, có lúc cũng phải đối mặt với thực tế. Từ trước tới giờ tôi luôn giữ đúng niềm tin của mình là một cảnh sát tốt. Tôi luôn nghĩ rằng mình khác với mọi người. Ai ngờ sau cùng tôi cũng không khác gì với đám cảnh sát đó. Chị Lan. Ờ, Lan. Chị có gặp chị Tú không? Phải đó, sao cổ không về đây? Con dâu tôi không sao chứ? Phải đó, có phải chị giận anh Tiến không? Thật sao, có chuyện gì cô có biết không? Chị nói cho tụi em biết phải đi. Đó, mọi người đừng có thi nhau mà hỏi tôi cũng không biết trả lời ai nữa đó. Phải đó, để cô kỹ mời một chút rồi hãy hỏi. Nhưng mọi người yên tâm, chị không sao. Chị nói là chị muốn yên tĩnh một mình thôi. Vậy chị có nói khi nào về không? Phải đó, thật ra chị đã gặp chuyện gì, tại sao chị lại muốn yên tĩnh một mình chứ? Phải đó, điều này thì tôi cũng không biết. Chị nhất quyết không chịu nói. Nhưng chị nhờ tôi nói với mọi người là chị thật sự không sao, mọi người yên tâm. Vậy thì đừng lo nữa. À phải, bác à, chị Tú nói hôm khác sẽ đến gặp bác đó. Bây giờ nó đang giận, để nó bớt giận rồi tính. Chuyện của hai đứa nó cứ để tụi nó giải quyết hả? Vậy bác đừng lo nữa, vào trong nghỉ ngơi đi. Con vừa bắt vào. Nếu vậy thì mọi người làm việc đi. À, làm việc đi. Được. Xí Ngầu à, con vào trong lo phụ giúp mọi người đi ha. Ở vô trong bếp phụ đi. Đi. Dạ. Thử đoán coi chị có báo cảnh sát không? Chắc là không đâu. Nếu có thì cảnh sát đã tới đây bắt mình rồi. Biết đâu chừng cảnh sát sắp đến đó. Anh Tiến, chị Tú sao rồi? Cô không sao. Yên tâm đi, cô Tú không có nói gì hết. Chỉ vừa rồi tôi đã gặp Hạ Chấn Bang. Nhưng nếu tiếp tục như vậy đâu có được. Anh có thể nói chuyện với chị không? Cô còn gì để nói nữa, chứ lại cô nhất định không chịu gặp đâu. Hay cứ để em đi thử, em nghĩ chị Tú sẽ gặp em. Ai đó? Em là Cửu đây. Chị Tú, chị mở cửa ra đi. Chị Tú, vào nhà rồi hãy nói. Thật ra em không cần đến khuyên chị. Chị sẽ không về đâu. À phải, má chồng chị sao rồi? Chị yên tâm đi, mang qua và dì Bình chăm sóc cho bà rồi. Mọi người cũng không có nói chuyện này cho bà biết. Đúng là không nên nói. Sức khỏe của má chị không tốt, không chịu đựng được cú sốc này đâu. Chị tin má chị cũng không thể chấp nhận được sự thật này. Thật ra hồi trước mọi người chỉ nghe mệnh lệnh mà làm việc thôi. Vì chuyện này mọi người thật lòng rất ân hận. Mọi người muốn bù đắp cho chị và má chồng của chị. Chị cũng biết, lâu nay mọi người rất tốt với chị và má chồng chị. Quen với họ bấy lâu nay, chị cũng biết họ thật sự không phải là người xấu. Cho nên chị cũng không nhẫn tâm bắt họ phải ngồi tù. Chị không có báo cảnh sát. Chị Tú à, vậy tức là chị tha thứ cho họ? Chị cũng không biết nữa. Vậy còn anh Tiến, chị có tha thứ cho anh không? Không được, thật tình chị không làm được. Thật ra anh Tiến không có biết nhiều chuyện đâu. Anh tưởng chồng chị... Em đừng nói nữa. Cho dù là sự cố lỡ tay hay giết lầm người đi nữa, cũng là do chính tay Nhiếp Tiết giết chết chồng chị, là ảnh nổ súng đó. Thật tình chị không biết phải làm sao đối mặt với anh. Nhưng chị không có báo cảnh sát, chứng tỏ chị đối với anh Tiến có thể... Nhưng cũng không thể cho là chị đã tha thứ cho anh. Chị không muốn nói nữa. Em đi về đi. Tôi kêu mọi người nghĩ cách để tiếp thu tài sản Trần Nguyên Phương. Mọi người làm sao rồi? Ông chủ, Trần Nguyên Phương đã chết, vợ của ông đã qua mã lục giác, cho nên tài sản không có ai quản lý. Tôi đã tìm Đâm Siêu, kế toán của Trần Nguyên Phương để nói chuyện, kêu ông vợ Tiểu Xảo trong sổ sách, nhưng mà ông lại không chịu. Tôi không tin trên đời này là có mèo chê mỡ. Con người của Lâm Siêu nổi tiếng là trung thực. Hơn nữa ông cũng rất trung thành với Trần Nguyên Phương. Ông nói cho dù chúng ta giết chết ông cũng không giúp. Thật sự hết cách rồi sao? Chuyện đời không có gì tuyệt đối. Muốn đối phó hạng người như Lâm Siêu, chúng ta phải dùng cách khác. Anh Chi nói Lâm Siêu rất thương con gái của ông. Chỉ cần chúng ta bắt được con gái ông nhất định sẽ nghe lời chúng ta.
À, bà ơi. À, làm ơn cho hỏi trạm xe lửa ở đâu vậy? À, trạm xe lửa hả? À, anh có thấy tiệm bách quá đó hay không? À, anh tới đó quẹo trái thì anh sẽ thấy. Từ tiệm bách quá này rồi quẹo phải sẽ thấy hả? Không phải, không phải. Nè, ở tiệm bách quá này đi thẳng rồi quẹo trái, đi khoảng 2 ngã tư nữa là anh nhìn thấy. À, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bà nha. À, không có gì. Tạm biệt. Sang Sang. Sang Sang. Anh Chi, sao rồi? Tên họ Lâm nhận lời chưa? Vẫn chưa. Không thể nào. Con gái của ổng trong tay chúng ta mà. Bây giờ làm sao đây cậu Chi? Để tôi suy nghĩ đã. Em bé sao rồi? Nó bị xuyễn. À Chi, chắc là nó lên cơn xuyễn. Tôi đưa nó đi bệnh viện. Đi. Nè, khoan đã. Để tôi gọi cho Lâm Siêu. Không kịp đâu anh Chi à. Đứng lại. Tôi nói là tôi điện cho Lâm Siêu đã. Lâm Siêu, là tôi đi. Tôi nói rồi, ép buộc tôi không được đâu. Ông đừng có hiểu lầm. Tôi gọi điện để nói cho ông biết con gái ông đột nhiên bị lên cơn xuyễn. Nếu ông không tin thì ông hãy nghe đây. Ẩm đứa nhỏ qua đây. Tài, Ẩm đứa nhỏ qua đây. Sao hả? Ông đã nghe rồi đó. Không phải là tôi không muốn đưa đi, nhưng tôi muốn đợi ông nhận lời rồi mới đưa đi. Tôi nói cho ông biết, con gái ông không chịu đựng được lâu đâu. Nếu ông còn không nhận lời thì nó sẽ bị mất mạng. Chửi đi. Ông cứ việc chửi đi. Nếu ông còn lo chửi thì con gái ông có đưa đến bệnh viện không cứu nổi. Như vậy thì tốt cho đôi bên rồi. Ông nghe cho kỹ, làm những gì tôi cần rồi đến bệnh viện đón con gái ông. Tài à, theo thầy cử đến bệnh viện đi. Đợi anh gửi đứa nhỏ rồi kêu anh đến câu lạc bộ gặp tôi. Vào đi. Anh Chi, thằng Tài nói là anh tìm tôi à? Con bé đó sao rồi? Cũng may là tới bệnh viện kịp thời, bây giờ không sao rồi. Sao nãy anh nóng nảy vậy? Anh có biết nếu anh không nghe lời tôi thì cả kế hoạch sẽ uổng phí công sức không? Tôi biết chứ anh Chi. Nếu đưa nó tới bệnh viện trễ một chút thì nó sẽ chết chắc đó. Nhưng bây giờ nó đã ổn định rồi. Tôi làm việc chỉ có nguyên tắc, chính là phải thành công. Bây giờ Lâm Siêu đã đồng ý hợp tác, chuyển hết tài sản của Trần Nguyên Phương vào tên của ba tôi. Chuyện này mới là quan trọng. Lâu nay tôi rất tin tưởng anh, nhưng có lúc anh làm việc quá mềm lòng. Anh phải nhẫn tâm một chút, nếu không sau này không thể nào làm việc lớn được. Lâu nay tôi rất tin tưởng anh, nhưng có lúc anh làm việc lại quá mềm lòng. Ta không muốn mày thay ông chủ cố. Mày không thích hợp sống trong giang hồ. Có vấn đề gì chứ? Con người của mày thẳng thắn lại không có giả tâm. Mày biết giang hồ là hiểm ác, mày sẽ không ứng phó nổi đâu. Nhưng em rất nghiêm chỉnh. Ông chủ cố coi trọng em như vậy, em nghĩ em sẽ ứng phó nữa. Chẳng phải mày nói là cái gì cũng nghe lời tao sao? Anh nói là để em lựa chọn mà. Lần này không thể để mày tự chọn. Sao tự nhiên anh lại cố chấp quá vậy? Ta không muốn mày gặp chuyện rồi mới ân hận. Nếu mày vẫn coi ta là đại ca thì lập tức nghỉ việc đi. Nè cửu. Hả? Sao rầu rĩ vậy? Có chuyện gì nghĩ không ra hả? Tôi đang nghĩ, có phải tôi thật sự giống như anh Tiến nói, không thích hợp với giang hồ? Thích hợp với giang hồ không phải là do mày tự tìm hiểu. Nhưng ta muốn nói cho mày biết, hãy vào giang hồ thì khó rút chân ra lắm. Nhìn anh Tiến thì biết rồi. Tôi thấy chứ, còn cảm nhận được nữa. Nhưng tôi mới làm được một chút thành tích, không muốn bỏ dở nữa chừng.
Cửu à, nếu mày thấy giang hồ không hợp với mình, bây giờ rút chân ra chứ còn kịp đó. Thôi tự suy nghĩ đi ha. Di chuyển của em bị đứt rồi, sao không có ai hết vậy? Sao cái này quen quá, đeo cái gì mà ngộ quá vậy? Mặc kệ anh. Đây chính là linh kiện của máy thu thanh, khi không sao lại đeo trên cổ. Mang qua. Em làm gì vậy? Anh Cửu, dây chuyền của em bị đứt, muốn lấy cây kèm để sửa lại thôi. Dây chuyền bị đứt hả? Đâu đưa coi. Cái móc bị lỏng thôi, rất đơn giản, đưa cho anh. Dạ được, giao cho anh đó. À phải rồi anh Cửu. Hả? Trước đó chúng ta ráp lại máy thu thanh còn thiếu một linh kiện mà. Sau đó anh có tìm không? À có, nhưng mà tiệm nào cũng nói là không có linh kiện. Hình như là xưởng đó đã dẹp rồi. Vậy thì tiếc quá. Cái gì cũng có mà lại thiếu một thứ. Có gì phải tiếc. Của em thì sẽ là của em thôi, không phải của em thì đâu thể miễn cưỡng được. Có vừa ý không? Anh hỏi tôi hả? Dĩ nhiên là hỏi cô, bày cho cô đó. Sao vậy? Tôi thấy cái của cô mặc lâu rồi, đến lúc phải thay thôi. Còn cô thích không? Không thích thì bày cái khác. Được rồi, cảm ơn anh. Tôi thật sự có lỗi với cô. Anh Tiến à, khuya rồi sao chưa ngủ? Thì anh cũng vậy thôi, mọi người ai cũng ngủ không được. Ra uống vài ly đi. Nè anh Tiến, cạn ly. Cạn ly. Rồi, sau khi cô Tú đi rồi, Xuân Phong như là thiếu cái gì đó, thấy không có quen lắm. Chuyện đã xảy ra là không thể thay đổi. Tôi tin bây giờ tâm trạng của cổ cũng không tốt hơn chúng ta đâu. Anh Tiến à, anh đã biết cô Tú sẽ không về, còn với cổ làm gì? Sống cũng phải sống, anh em luôn lấy anh làm gương đó. Xuân Phong lâu phải nhờ vào anh hết, anh mà chán nản anh em làm sao chống chọi nổi. Xuân Phong lâu gì cổ mới mở. Bây giờ cổ đã đi rồi, tôi chống chọi không có ý nghĩa gì. Anh Tiến, ý của anh là tôi muốn bán tiệm này, đem số tiền cho cổ hết, coi như là sự bồi thường cho gia đình cổ. Cũng đúng, chúng ta đã nợ họ. Anh Tiến quyết định thế nào, chuyện này ủng hộ hết mình. Cảm ơn anh. Được, cảm ơn. Uống cho tôi vài ly được rồi. Anh định bán Xuân Phong lâu? Phải đó, có người đến coi tiệm rồi. Tại sao anh phải làm vậy? Thật ra con và nó có xích mích gì vậy? Hay là con về tìm nó, rồi hai đứa bình tĩnh nói chuyện với nhau? Không phải thì nói cho phải. Xuân Phong lâu là của ảnh, anh muốn bán thì tùy ảnh, con sẽ không can thiệp. Hơn nữa con cũng đã quyết định rời khỏi đây. Sao? Con quyết định rời khỏi đây hả? Thật ra chúng ta không thuộc về chỗ này. Con đã bỏ nhiều quyết tâm vào đó, con không cảm thấy tiếc sao? Cứ cho là con không muốn suốt đời làm việc cho Xuân Phong lâu. Má à, má đừng hỏi nhiều nữa, má đi với con đi.
Dĩ nhiên là má đi với con rồi, con là người thân duy nhất của má mà. Con cảm ơn má nhiều lắm. Hai má con sao phải nói cảm ơn chứ. Nhưng đáng tiếc là má muốn con tìm được người chồng tốt ở đây. Bây giờ lại phải đi rồi. Má à, con biết má muốn tốt cho con, chuyện gì cũng nghĩ cho con. Nhưng có những chuyện con không biết phải giải thích với má thế nào. Má tin con. Nhưng mà vậy, cậu Tiến giúp đỡ mình bấy lâu nay, con nên nói với cậu ấy một tiếng. Con nhất định sẽ nói rõ với anh. Ngồi đi. Anh định bán Xuân Phong Lâu hả? Đúng vậy. Tôi đã nhận tiền cọc rồi. Đợi ký hợp đồng mua bán xong, tôi sẽ nhận luôn số tiền. Anh có tiền vô đi, tôi sẽ không nhận tiền của anh. Tôi biết tôi nói gì cô cũng không tha thứ cho tôi, nhưng tôi vẫn mong cô giữ số tiền này. Như vậy đối với cuộc sống của cô và bà Mã sau này sẽ ổn định hơn, coi như là sự bù đắp tôi dành cho cô. Tôi không cần anh bồi thường, vì thực tế anh không thể nào bù đắp được. Cuộc sống của tôi và má tôi cũng không cần anh quan tâm. Tôi có tay có chân, nhất định sẽ làm cho má tôi an hưởng tuổi già. Nay mai tôi sẽ đến đón má tôi đi. Tôi mong anh đừng nói lung tung trước mặt má tôi, khiến má tôi chịu nhiều cú sốc không cần thiết. Điều tôi cần nói chỉ có nhiêu đó. Tôi đi đây. Tú, lúc nào tôi cũng nói làm người không nên nhìn về quá khứ, nhưng thật ra là không được. Có thể cho tôi lựa chọn, tôi thà rằng không biết gì hết. Như vậy có lẽ sống sẽ vui hơn. Mời hai vị vào. Cảm ơn. Anh Cửu, không phải anh chỉ hẹn chúng ta thôi sao? Người đó là ai vậy? Anh cũng không biết, anh chỉ dặn anh đưa em tới thôi. Anh Chi. À, mang qua. Em đến rồi hả? Để anh giới thiệu với em, ông Lem, thành viên ban quản trị trường đua. Con đây là cô Hoa, con gái của ông Nhiếp Xuân Phong Lâu. Xin chào cô Hoa. Xin chào ông Lâm. Ông nói tiếng Hoa rất giỏi. Tuy rằng ông Lâm sống ở Trung Quốc không lâu, nhưng lại nói tiếng Hoa rất là lưu loát. Vậy tức là ông ấy rất có năng khiếu về ngôn ngữ. Anh chị quá khen rồi. Cứu à, mau qua chào hỏi ông Lâm đi. Dạ xin chào ông Lâm. À chào. Thạch Thế Cửu là trợ lý đắc lực của tôi, và cũng là người bạn thanh mai trúc mã của cô Hoa. Ảnh à, giỏi việc lắm. Mời ngồi. Ngồi ngồi ngồi. Cảm ơn. Anh Chi, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, tôi đi nha. Đi đâu chứ, ngồi xuống uống ly nước đi. Phải đó anh Cửu, uống ly nước rồi đi. Phải đó, ngồi đi. Mang qua, anh và ông Lâm đang bàn chuyện trường đua ở Nhật. Em và Cửu ngồi nói chuyện đi. Dạ được. Ông Lâm à, điều vừa rồi tôi định nói là tôi hy vọng trường đua. Vệ sinh. À, anh đưa em đi. Thôi khỏi, anh nói với anh Chi giùm em. À. Anh Chi à, tôi rất muốn làm quen với cô gái vừa rồi đang ngồi với anh. Không biết anh có thể giới thiệu cho tôi quen không? Không lẽ cổ là bạn gái của anh? À, cho dù là bạn gái của tôi cũng có thể giới thiệu với anh. Không lẽ tôi sợ anh giật cổ sao? Mang qua, anh muốn giới thiệu người bạn này cho em quen. John, đây là John, cô Qua. Cô Qua, cô vui lòng nhảy với tôi một bản được chứ? Dạ được. À,
Anh Chi. Xin lỗi. Anh Chi, gã tay đó hình như không lễ phép với mang hoa. Nè, đừng có nói lung tung. Đó là nghi lễ của người phương Tây, tất cả họ đều như vậy mà. Nhưng vẻ mặt của mang hoa có vẻ không thích lắm. Để tôi dắt cô vô nghe. Ê, cụ à, đừng có nhạy cảm quá. Lỡ làm trò hề gì, anh muốn mang hoa mất mặt sao? Cô Hoa nhảy rất là giỏi. Vậy sao? Nè, ngồi đi, chúng ta bàn tiếp. Ông Lâm, chuyện đầu tư vào trường đua tôi nhờ cậy cho ông hết. Chuyện này cứ để tôi lo cho. Cảm ơn. Gặp lại sau. Hẹn gặp lại sau. Bye bye John. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Qua lấy xe giùm tôi. Dạ anh cố. Cửu, anh về trước đi. Tôi đưa mang qua về. Dạ tôi về trước. Sao em không vui vậy? Anh có biết vừa rồi ông ôm chặt em không? Anh cứ tưởng là chuyện gì. Người Tây nào cũng rất nhiệt tình mà. Hồi em còn học ở Thụy Sĩ cũng hay nhìn thấy mà. Em đừng có giận. Để anh đưa em đến chỗ này. Đến đó rồi anh đảm bảo em sẽ vui vẻ trở lại. Không đi. Em giận sẽ mất đẹp đó. Đi. Sao lại đưa em đến đây? Lát nữa em sẽ biết. Thật ra vừa rồi thấy em nhảy với người đàn ông khác, anh cũng cảm thấy không vui. Nhưng đó là cách xã giao, anh cũng không thể từ chối. Đừng nghĩ chuyện không vui nữa. Tối nay chúng ta cùng khiêu vũ. Khiêu vũ đến sáng. Em không được la mệt đó. Trong thần thoại Hy Lạp có câu chuyện tình yêu rất lãng mạn. Nữ thần mặt trăng Artemis một hôm tình cờ gặp được một người chăn cừu tên là Andy. Họ mới vừa gặp đã yêu. Sức mạnh tình yêu khiến họ không thể nào xa nhau. Do đó Artemis đã bỏ địa vị nữ thần mặt trăng, xuống trần gian sống suốt đời với Andy. Kể từ đó đêm nào họ cũng khiêu vũ trên đồng cỏ nơi họ đã gặp nhau. Mang qua. Mang qua. Dì bên. Ủa anh Cửu, tìm em có chuyện gì? Hồi nãy nhăn mặt nhăn mày mà, sao bây giờ vui vậy? Anh Chi đã khiêu vũ với em nãy giờ, bây giờ không có gì nữa. Không có gì. Hồi nãy gã Tây đó lợi dụng em, anh thấy tức muốn chết luôn đó. Anh làm gì giận dữ vậy? Nè, anh Chi nói khiêu vũ với người ta là xã giao bình thường thôi. Đó gọi là cuộc xã giao bình thường sao? Bọn em không giận chút nào hả? Sao phải giận chứ? Anh Chi cố tình muốn em giao tiếp với hai người Tây đó đó. Nè, anh còn nói xấu anh Chi trước mặt em sẽ giận đó. Vậy em có biết vừa rồi em bị lợi dụng, anh cũng không nói tiếng nào không? Em không tin. Sao anh cứ bêu xấu ảnh hoài vậy? Anh Chi có mục đích đó. Anh muốn đầu tư vào trường đua, cho nên anh biết hai tên Tây đó có ý đồ xấu mà cũng bắt em giao tiếp với họ nữa. Anh còn nói bừa nữa. Anh không có nói bừa. Tóm lại anh thấy anh có vấn đề. Anh có vấn đề? Anh có vấn đề thì có. Anh có vấn đề gì? Ít ra anh không có gạt em. Anh không có gạt em. Được. Vậy em hỏi anh, có phải anh yêu em không? Điên quá. Sao anh lại yêu em? Anh không nhận chứ gì? Không có sao nhận được? Được. Nè. Nè, em làm gì vậy? Đừng có mở. Đây là gì vậy? Anh nói đi. Hay, sao tùy tiện lấy đồ của người ta vậy? Dạo trước em hỏi có thấy linh kiện máy thu thanh hay không, anh nói là không thấy. Thì ra là anh đeo trên người. Anh nói đi, anh không yêu em, tại sao phải luôn giữ nó? Trời ơi, anh thấy nó đẹp, lấy làm trang sức thôi, buộc không được sao? Vấn đề bây giờ là bản thân anh. Vì anh ghen, cho nên nói xấu anh chi. Em không nói với anh nữa.
anh kiểm điểm lại mình đi. Thưa ba, tụi con đã tìm rất nhiều nơi cũng không tìm được cậu. Con đã bỏ sót một điều rồi. Con có biết dạo này má con đã lén lút đem trang sức đi bán hay không? Thỉnh thoảng trời tối còn ra ngoài. Con nghĩ coi, bà đi đâu? Bây giờ Trần Nguyên Phương đã chết rồi, cậu còn mất chỗ dựa lớn thì sẽ dựa vào ai? Lén lút theo dõi bà chủ, đừng mất dây động rừng. Một khi phát hiện Kim Đại Xuyên, lập tức giết nó, phải làm cho gọn gàng sạch sẽ. Đại Xuyên, em ở đâu vậy? Hả? Chị hai, chị hai. Đừng nói nhiều nữa, chị chạy tiền mấy ngày chỉ có bao nhiêu đây thôi. Em cầm lấy đi, xài chừng nào tốt chừng nấy, sau này đừng có trở về Thượng Hải nữa. Còn chị thì sao? Ông không biết chị đến đây tìm em, chị không sao đâu. Chị hãy đi với em đi, em sợ chị ở lại sẽ gặp nguy hiểm. Chị sẽ cẩn thận một chút. Kim Đại Xuyên, ông còn định trốn đi đâu? Bác, cậu đừng có bắn. Bà chủ, cậu đừng giết Đại Xuyên. Bà chủ, bà tránh ra đi. Tôi cầu xin cậu, tôi cầu xin cậu. Bà chủ. Đại Xuyên, cô đừng trách tôi, là cậu ép buộc tôi. Thật là quá đáng. Uổng công tôi và bà là vợ chồng mấy chục năm, đối xử tốt với bà, mà bà dám bán đứng tôi như vậy. Đại Xuyên nó là em của tôi mà, thật lòng tôi không muốn nhìn thấy nó có kết cục xấu đâu. Nó không có phản bội ông nữa, ông tha cho nó đi. Ngày nào nó chưa chết, ngày đó tôi không an tâm đâu. Đến bây giờ bà còn bao che cho nó, lo cho bản thân bà trước đi. Nghe cho kỹ, có chuyện bà chủ cho đàng hoàng, không được cho bà rời khỏi đây nửa bước. Nếu có chuyện gì tôi hỏi tội cô. Bà chủ. Học Chi, Học Chi à. Bà chủ, lập tức chia mọi người ra đi tìm Đại Xuyên. Cho dù không tìm được nó, tôi phải thấy xác của nó. Dạ ông chủ. Chị Lan, cảm ơn chị từ trước đến giờ luôn giúp đỡ tôi. Tôi đã mua vé chuẩn bị cùng má tôi trở về quê, có lẽ sau này cũng không trở lại Thượng Hải, nhưng tôi rất hoan nghênh chị đến thăm tôi. Chị Tú à, chị đã suy nghĩ kỹ rồi hả? Nếu chị không thích làm ở Xuân Phong lâu thì chúng ta có thể mở tiệm riêng. Tôi với chị cùng làm chắc không có vấn đề gì. Thôi bỏ đi, tôi cũng biết là thật ra Thượng Hải không hợp với tôi. Nếu vậy tôi cũng không khuyên chị nữa. Trước khi đi, chị có đến đó chào mọi người hay không? Đã quyết định đi rồi, có chào hay không cũng đâu có gì khác biệt. Sao cô lại tới đây? Ngày mai thì tôi rời khỏi Thượng Hải. Cô đến nhìn Xuân Phong lâu à? Cô không muốn gặp những người ở trong Xuân Phong lâu sao? Tôi không muốn gặp anh.
Vừa rồi tôi cũng định đi tìm cô. Khi đến trước nhà chị Lan, tôi lại quay trở về. Bảo trọng. Anh Tiến. Kim Lệ Xuyên. Kim Lệ Xuyên, xảy ra chuyện gì vậy hả? Anh nghe tôi nói, không phải tôi muốn giết vợ anh đâu. Anh nói cái gì vậy? Là Cố Trường Thành sai tôi làm như vậy. Ông mới là kẻ chủ mưu. Mục đích của ông là muốn ép buộc anh ở lại. Còn tôi thì phải chịu hết mọi tội lỗi cho ổng. Những chuyện đó là thật sao? Đến lúc này tôi cần gì phải nói dối nữa. Cố Trường Thành vẫn luôn lợi dụng ổng. Tất cả chúng ta đều bị ổng lợi dụng. Tôi dạp sinh ra tử với ổng. Bây giờ cũng chỉ có con đường chết thôi. Tiến à, anh cũng không ngoại lệ đâu. Hãy mau tới cứu chị hai của tôi. Chị thật sự vô tội. Thank you.